chương 136. Editor, sám sao ông ta có thể là người của thiên thần tông? Phản ứng của mọi người đã nằm trong dự đoán của tần cửu. Trước đây, khi nàng tra ra chuyện của tô tướng, cũng kinh hãi như mọi người. Lúc đó, việc nàng muốn làm nhất chính là đi chất vấn nhan túc. Nhan túc biết nội tình của tô thanh không? Hắn biết chuyện tô thanh làm không? Chuyện nàng muốn hỏi rất nhiều, chữ như lệ máu. Nhưng đến bây giờ, những lời muốn hỏi đều đã không còn nàng từng cho rằng hắn biết cho rằng hắn và tô thanh giống nhau giả vờ ghét cay ghét đắng thiên thần tông hắn lại giả vờ có tình cảm với mình đợi đến khi bạch ra nhà tan người mất hắn mới song túc song phi với con gái tô vãn hương của tô thanh song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thám thiết không phân ly hiện giờ nàng cảm thấy hình như hắn thật sự không biết những việc tô thanh làm thái độ của hắn đối với kiêm gia môn chủ của thiên thần tông là mình là thật sự căm ghét điều đó không thể là giả được có lẽ hắn đã thực sự phụ bạc nàng nhưng dù sao chuyện tình cảm cũng không nói chính xác được nhưng với tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không cấu kết làm việc xấu với người của thiên thần tông cho nên khi viên bá nói ra tố thanh là người của thiên thần tông tần cửu từ từ cụp lông mi xuống chỉ có bên khóe môi hiện lên nét cười lạnh nhan túc à nhan túc phụ thân của nữ nhân người yêu sâu sắc nhất là người của thiên thần tông ngươi ngày ngày gọi ta là yêu nữ vậy nhạc phụ của ngươi lại nên gọi là gì đây người dự lễ có mặt trong đại điện đều là trọng thần trong triều ai ai cũng đến để dự lễ nhưng ai cũng không ngờ cuộc hôn sự này lại có biến động kinh hãi như thế ai ai cũng kinh ngạc nhưng có lẽ ai ai cũng tin điều này không phải nói bừa người nói là viên bá mà chuyện này lại quan trọng như thế tuyệt đối sẽ không phải nói đùa khi ánh mắt mọi người thay nhau chuyển rời trên người nhan túc viên bá và tô vãn hương. Chỉ có ánh mắt một người chăm chú nhìn lên người tần cừu. Đó chính là nhan ruột. Vừa rồi, hắn vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc nàng muốn ngăn cản cuộc hôn sự đã chắc chắn này thế nào. Nhưng không ngờ, lại là cách thế này. Đương nhiên hắn nhớ, ngày quyết định liên minh, nàng đã từng nói, nàng đến lệ kinh chính là phụng mệnh điều tra ra một phe đệ tử của thiên thần tông ẩn náu trong lệ kinh, diệt trừ những người này hắn chăm chú nhìn nàng chậm rãi bưng chén sứ trắng như tích đang thưởng thức rượu mừng. Ý cười nơi khóe môi dịu dàng mà quyến rũ, ống tay áo rộng diễm lệ vì động tác nâng chén mà rủ xuống, lộ ra ngón tay thon dài, nhìn qua cực kỳ nhỏ mảnh mềm mại. Nhưng chính là bàn tay này, khuấy đảo một câu chuyện mừng thành một cục diện hỗn loạn. Khóe môi nhan giật cong lên, hắn cảm thấy hình như hắn càng bội phục nàng hơn rồi nữ tử thế này, ừm, mặc dù tàn nhẫn một chút, hèn hạ một chút nhưng dường như rất hợp ý hắn. Sự kinh ngạc của người khắp phòng đều không bằng được nhan túc con người đen như mực của hắn đột nhiên co lại nhưng suy cho cùng là người trải qua trăm trận chiến. Trên mặt không hề biểu hiện ra quá nhiều kinh hãi. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt vắng lặng lướt lên người viên bá, nở nụ cười nhạt nói, địch trần, đưa viên đại thống lĩnh xuống uống rượu. Đợi sau hôn lễ của bản vương, bản vương sẽ tiếp tục nói chuyện với đại thống lĩnh. Áo đó thản nhiên, nhẹ nhàng xoay người, nói với lễ quan, mời tiếp tục. Trong mắt tần cửu hiền lên vẻ sừng sốt nhưng ý cười nơi khóe môi lại càng đậm hơn. Đương nhiên nàng biết nhan túc sẽ không dễ dàng gián đoạn hôn lễ, dù sao, hắn thật sự có tình với tô vãn hương. Thế nhưng, tần cửu cũng biết, e rằng chuyện này cũng không thể nghe theo hắn nữa. Trong triều đã có một nhan mẫn quan hệ rất mật thiết với Thiên Thần Tông, bây giờ lại có nhan giật, chỉ có nhan Túc là hoàng tử không có liên can đến Thiên Thần Tông. Mà người đến dự lễ hôm nay ngoài tần cửu là người của Thiên Thần Tông ra. Phần lớn đều là thần tử có định kiến với Thiên Thần Tông, sao lại cho phép nhan Túc có quan hệ với Thiên Thần Tông? Có điều, rốt cuộc Tô Thanh đã làm tả tướng bao nhiêu năm, cũng có không ít thần tử thuộc đảng phái của ông ta. Trong lúc này, tiếng phản đối hành lễ và tiếng thúc giục hành lễ gộp lại, thậm chí âm thanh này át cả tiếng chống nhạc. Vu Thái Phó là ân sư của Nhan Túc lúc này tiến lên cao giọng nói. Xin vương gia nhất định phải cân nhắc sau khi điều tra rõ chuyện này rồi hành lễ cũng không muộn. Cũng có thần tử nói, bọn ta không tin tô tướng là người của thiên thần tông, vương gia hãy cứ hành lễ trước rồi điều tra cũng không muộn. Tần cửu bưng ly rượu lên có chút mệt mỏi tựa vào ghế, ý cười ở khóe môi vui vẻ, nói với nhan duật ở bên cạnh, đám lão thần này, thật đúng là nóng một chút đã phát nổ rồi mà. Hồn lễ với không khí vui mừng của à người ta. Bị bọn họ náo động thành hỗn loạn rồi, lẫn lộn thành một mớ bòng bong, không phải tả tướng là người của thiên thần tông sao, thiên thần tông chúng ta cũng không phải không thể kết thân với vương gia. Đúng chứ? Chân mày nhan giật nhướng lên, con môi nói, nói phải. Nhàn túc không nhìn tinh thần quần chúng sục sôi trong điện, con ngươi trong trẻo sâu xa tối đen, ánh mắt giống như một thanh kiếm. Cắm thẳng về phía tần cửu. Tần cửu vút ve nốt ruồi bên khoe mắt đón lấy ánh mắt dường như lúc nào cũng có thể xông lên giết chết nàng, cười đến mức phong tình vạn trùng. Hắn không hổ là nam nhân nàng từng yêu, có thể nhảy cảm nhận ra chuyện có liên quan đến nàng. Trong âm thanh huyên náo, tô vãn hương đột nhiên kéo khan voan đỏ trên đầu mình xuống. Dưới sự phụ trợ của Phượng Quan Hà Bí, rõ ràng gương mặt Tô Vãn Hương đã tỉ mỉ tô vẽ. Mày mắt đen nhánh, sắc mặt ửng hồng, rất phù hợp với thân phận tân nương của nàng ta. Có điều, trong đôi mắt trong trẻo kia lại có hơi nước mờ mịt, nhìn qua có vài phần thê lương. Nhưng sống lưng nàng ta lại rất thẳng, hiện ra vẻ đẹp cao quý tao nhã quật cường không thể khuất phục. Phượng Quan Hà Bí, trang sức của phụ nữ con nhà giàu thời xưa khi xuất giá, Tô Vãn Hương với dáng vẻ thế này, thật sự hấp dẫn người. Khiến trong lòng người nhìn không nhịn được sinh ra thương tiếc. Nhưng lại không dám thương tiếc nàng, bởi nhìn nàng ta không cần đồng cảm. Tần cửu liếc nhan giật một cái, chỉ thấy hắn đã dừng ánh mắt chăm chú lên người Tô Vãn Hương. Ánh mắt Tô Vãn Hương từ từ đào qua mọi người trong điện thấy dưới ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng ta mọi người từ từ ngừng tranh cãi, nàng mới cất giọng trong trẻo nói. Các vị không cần tranh cãi nữa, ta cũng tán thành không hành lễ trước. Đợi sau khi tra rõ chuyện của gia phụ. Nếu như gia phụ thật sự là người của Thiên Thần Tông, không cần các vị thảo luận thêm. Ta cũng không còn mặt mũi nào lấy điện hạ nữa. Nhưng các vị đều biết, xưa nay gia phụ và Thiên Thần Tông bất hòa, sao ông lại có khả năng là người của Thiên Thần Tông? Tin rằng rất nhanh sẽ điều tra rõ chuyện này, ta tin tưởng phụ thân, cũng xin các vị đừng dễ dàng nghi ngờ ông ấy. Tô Vãn Hương nói gần nói xa, cũng cực kỳ khinh thường thiên thần tông. Nàng ta chủ động đề xuất không hành lễ, ngược lại lộ rõ khí độ phi phàm. Suy nghĩ một chút nữ tử bình thường, ai lại bằng lòng hành lễ đại hôn của mình hai lần. Lời nói của Tô Vãn Hương tạm thời chấn an mọi người. Tần cửu bất giác nhướng mày, nói ra, nhìn qua Tô Vãn Hương ốm yếu suy nhược nhưng lại là một người có tài ăn nói. Viên thống lĩnh, xin hỏi chuyện này đã có chứng cứ chưa thống lĩnh lại là nghe ai nói. Tô Vãn Hương chuyển sang hỏi viên bá. Tần cửu đặt ly rượu xuống, ung dung thản nhiên liếc về phía viên bá một cái. Viên bá hít mắt tiến lên một bức thản nhiên nói, tô tiểu thư, vừa rồi bản thống lĩnh đã lỗ mãng rồi. Chính là vì biết xưa nay vương gia và thiên thần tông bất hòa. Cho nên mới nói trước chuyện của tô đại nhân với điện hạ. Kính xin tô tiểu thư thứ lỗi. Thật ra chuyện này thật sự không quan trọng, người của Thiên Thần Tông trong triều cũng không ít, cho dù Tô Đại Nhân là người của Thiên Thần Tông, cũng không sao. Xin hỏi rốt cuộc là thống lĩnh đại nhân nghe ai nói? Tô Vãn Hương truy hỏi. Viên bá mỉm cười nói, trên đường đi tới đây ta đã gặp được Tần đại nhân của bộ hình, nghe hắn nói. Đại hôn của Nhan Túc Lưu Liên không trong đội ngũ dự lễ, do quan hệ trước đây của hắn và Tần Cửu. Nhan Túc rất có định kiến với Lưu Liên. Tần đại nhân của bộ hình Tô Vãn Hương cười nhẹ, trong giọng điệu mơ hồ có ý coi nhẹ. Ai cũng biết xuất thân của Lưu Liên chính là từ Thiên Thần Tông, lời người của Thiên Thần Tông nói. Phần lớn những người có mặt ở đây đều không tin. Đây cũng là lý do vì sao Tần Cửu không cho Lưu Liên đến đây nói chuyện này, mà để Viên Bá đến thông báo. Vào lúc mọi người càng ngày càng nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện thì lúc này, đã thấy bên ngoài lại truyền đến tiếng huyên náo, tiếp đó một binh sĩ kim ngô vệ xài bước tiến vào, nhìn thấy tình hình trong điện, đầu tiên là ngẩn ra một lát. Tiếp đó lập tức đi đến trước mặt tả địch trần, thấp giọng nói mấy câu. Sắc mặt tả địch trần biến đổi gấp, xài bước đi đến trước mặt nhan túc thấp giọng bầm báo, điện hạ thượng thư bộ hình tần phi phàm vào tướng phủ truy nã tô đại nhân. Mặc dù giọng nói của tạ trạc trần không lớn, nhưng trong điện cực kỳ yên tĩnh, vẫn truyền vào tai mọi người xem ra cho dù thế nào hôn lễ này cũng không cử hành được nữa nếu như bộ hình phái người đến truy nã tô thanh tuyệt đối sẽ không vì ông ta là người của thiên thần tông nhất định là có tội danh khác nhàn túc mặt đầy lo lắng nhìn tô vãn hương một cái đi đến trước mặt nàng ta đưa tay cầm lấy hai tay nàng ta nắm chặt một lát sau đó buông ra hắn đưa tay nàng ta vào tay thị nữ thúy lan đỡ tô vãn hương ở bên cạnh hạ giọng dặn dò ngươi đưa nàng vào hậu đường nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý chuyện ổn thỏa. Tô Vãn Hương đứng đó không hề nhúc nhích. Vì đại hôn trên mặt nàng ta đã trang điểm, cho nên không nhìn ra sắc mặt thay đổi, nhưng trong đôi con ngươi đen kia lại có vẻ nghiêm trọng. Nàng ta lắc lắc đầu nói với nhan túc điện hạ. Tiếp không thể trơ mắt nhìn phụ thân xảy ra chuyện, thiếp muốn theo điện hạ đến thăm phụ thân. Tần cửu đặt ly rượu xuống, đứng dậy ngẩng đầu cười nói, an lăng vương điện hạ và tô tiểu thư quả thật là tình thâm khiến người ta xúc động mà. Chắc hẳn cho dù tô đại nhân là loạn thần tặc từ. Điện hạ cũng sẽ không vứt bỏ tô tiểu thư không quan tâm. Ý cười của tần cửu dịu dàng, ánh mắt lại sắc bén bức người, nàng chuyển hướng sang viên bá, cười nhẹ hỏi, viên thống lĩnh, nếu như ngài đã nghe tần đại nhân nói tô đại nhân có thể là người của tiên thần tông chắc chắn cũng biết vì sao tần đại nhân đến tô phủ bắt tô đại nhân phải không? rốt cuộc tô đại nhân đã phạm tội gì vậy? xin viên thống lĩnh nói nghe một chút nói không chừng tô đại nhân bị oan đấy. vẻ mặt viên bá nghiêm nghị lạnh nhạt nói hẳn là các vị đều biết mấy năm nay vì đại dục quốc chúng ta có bất hòa với diệp quốc lưu thông buôn bán của hai bên đã gián đoạn nhưng vẫn có người bí quá hóa liều tiến hành thông thương ở đại dục và diệp quốc mấy ngày trước phủ doãn tịnh châu bắt được một đám thương nhân buôn lậu ở vùng phía bắc thứ bọn chúng buôn lậu là binh khí qua điều tra và chứng nhận phát hiện chuyện không chỉ liên quan đến người của thiên thần tông còn liên quan đến quan viên tam phẩm trở lên trong triều vì thế chuyển giao án này cho bộ hình qua điều tra nhiều ngày tần đại nhân phát hiện tô đại nhân chính là người dính dáng làm sao có thể Tô Vãn Hương biến sắc, lầm bẩm, buôn lậu binh khí chính là tội lớn. Chương 137, người mô phỏng nét chữ. Editor, dám làm sao có thể? Tô Vãn Hương biến sắc, lẩm bẩm, buôn lậu binh khí chính là tội lớn. Quả thật theo tính tình thường ngày của Tô Thanh, thật sự không nhìn ra ông ta có thể làm loại chuyện này. Ông ta là người công chính liêm khiết, làm quan thanh liêm. Ngay cả tô phủ mặc dù ở cầm tú phường phồn hoa nhất lệ kinh, nhưng phòng ốc đơn sơ, tường trắng loang lổ. Nhìn qua hoàn toàn không giống tướng phù. Ông ta cư xử với mọi người ôn hòa nhã nhặn. Cực kỳ thân dân, dám xin lệnh vì dân. Trước mặt khánh đế ông ta cũng dám thẳng thắn can gián. Ông ta chướng mắt với việc làm của tiên thần tông, coi đó là ma giáo. Tất cả những điều này, đều chứng tỏ ông ta là một vị quan tốt. Ngày trước khi Bạch Hoàng hậu còn sống, cũng rất sùng bái Tô Thanh ai có thể ngờ được ông ta lại là kẻ gian trá xảo quyệt nhất. Ý cười bên khóe môi tần cửu càng đậm trong tích tắc vẻ quyến rũ phong tình làm kinh động hồn phách người. Vẻ mặt tô vãn hương cực kỳ chấn động, người lảo đảo mấy cái, nhan túc bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đưa tay đỡ được nàng ta. Tô vãn hương dựa vào lòng nhan túc ngẩng đầu nhìn nhan túc chằm chằm. Đưa bàn tay mềm trắng như tiết ra nắm thật chặt ống tay áo của nhan túc thở hồn hển nói, điện hạ. Tiếp chưa bao giờ cầu xin chàng chuyện gì lần này thiếp muốn xin chàng nhất định phải rửa sạch oan khuất cho gia phụ. Điện hạ càng hiểu rõ tính tình của gia phụ hơn thiếp, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này. Xin điện hạ nhất định phải nói xong, bởi vì vẻ mặt kích động, Tô Vãn Hương đã bắt đầu ho khan dữ rồi. Vì tiếng ho khan của Tô Vãn Hương, ánh mắt nhan túc trở nên cực kỳ dịu dàng, hắn đưa một bàn tay ra khẽ vuốt lưng Tô Vãn Hương, tay còn lại cầm tay áo của hỷ phục thay nàng ta lau dấu lệ ở khóe mắt lúc này mới thấp giọng an ủi, tạm thời nàng hãy bớt đau buồn. Một lát nữa bảo Thúy Lan đỡ nàng đến hậu đường uống thuốc trước đã, tiếp đó nghỉ ngơi thật tốt. Nàng cứ chờ ở trong phù, ta sẽ mang tin tức tốt về. Thúy Lan, chăm sóc tiểu thư thật tốt. Thúy Lan trả lời một tiếng, bước lên đỡ tô vãn hương. Nhàn túc đứng dậy, cũng không thèm thay hỷ phục trên người, trong vòng vây của chúng thần, hắn lập tức đi ra ngoài. Tần Cửu và Nhan Duật theo mọi người ra khỏi phủ An Lăng Vương, ngoài cửa lớn đã sớm có Kim Ngô vệ chuẩn bị xong xe ngựa cho Nhan Túc, Nhan Túc lại không ngồi xe mà phóng người lên ngựa. Dẫn theo huynh đệ tạ ra cùng với vài Kim Ngô vệ đi về phía bộ hình. Tần Cửu đưa mắt nhìn theo Nhan Túc phóng ngựa rời đi, nàng chậm rãi duỗi lưng, quay đầu nở nụ cười tươi sáng như sen với Nhan Duật để dự lễ, sáng sớm hôm nay đã dậy rồi. Lúc này có chút mệt mỏi dã rời, người không đi xem náo nhiệt nữa. Nhàn ruột hít mắt hỏi. Có gì hay để xem, hôm nay mới bắt tô tướng, muốn thẩm án cũng phải vào ba ngày sau, ta chờ ba ngày sau mới đến xem cũng không muộn. Tần cửu cười tùm tìm nói. Bây giờ nhan túc qua đó, chỉ có thể tìm một phòng giam điều kiện tốt cho tô thanh mà thôi. Vương gia nhân lúc an lăng vương không ở đây, ngài không đi thăm tô tiểu thư sao? Ta thấy ngài quan tâm tô tiểu thư như vậy. Không đi thăm nàng ta, ngài có thể yên tâm sao? nếu như Tô Tướng thật sự là người của thiên thần Tông, ta đoán Tô Tiểu Thư sẽ không gả vào nhà An Lăng Vương nữa. Không chừng Tô Tiểu Thư sẽ thay đổi tâm ý, muốn gả cho ngài đấy. Còn người màu mực của nhan giật híp lại, lạnh nhạt nói, lúc này ta vẫn không nên đi quấy giày nàng thì hơn. Khóe môi tần cửu hơi nhếch cười tùm tìm nói, vương gia thật đúng là quan tâm thân thiết. Không biết vì sao, trong lòng tần cửu mơ hồ cảm thấy tô vãn hương không đơn giản. Có lẽ, đó chỉ là trực giác của nữ nhân, nhưng, có đôi khi trực giác của nữ nhân cũng rất chuẩn. Nếu vương gia không muốn làm phiền tô tiểu thư, vậy chi bằng đến thăm phu nhân của tô tướng một chút đi, nếu như có một ngày tô tiểu thư đồng ý gả cho ngài. Có thể bà ấy chính là nhạc mẫu của vương gia đấy. Tần cửu mỉm cười nói. Nhàn ruột nhìn tần cửu một cái, đột nhiên cười sáng người nói, người đã nói như thế, vậy bản vương sẽ đi một chuyến. Tần cửu cười xinh đẹp nói, dù sao ta cũng không có chuyện gì, vừa rồi ngay cả ly rượu mừng cũng chưa uống được chi bằng đi cùng vương ra đến tô phủ một chuyến. Lúc về chúng ta lại cùng đến linh lung các uống vài chén. Nhàn ruột tương đối kinh ngạc nhìn tần cửu một cách thật ra hắn cũng không muốn đến tô phủ lắm, bây giờ nhìn thấy tần cửu cảm thấy hứng thú như vậy, cảm thấy nhất định có chuyện gì đó. Vì thế cùng với tần cửu ngồi xe ngựa đến tô phủ. Lúc này lòng người trong tô phủ đang hoảng sợ, đám hạ nhân nhìn thấy xe ngựa của nghiêm vương đến, vội ra đón bọn họ đến tiền sành. Nhàn ruột ngồi trong phòng một lát đã thấy tô phu nhân đi từ nội đường phía sau ra. Sắc mặt bà ta trắng bạch trên mặt còn mang dấu lệ, nhìn thấy nhan ruột vội vàng thi lễ. Nhàn ruột nói với vẻ mặt ôn hòa, tô phu nhân đừng đau buồn, bản vương đã nghe nói chuyện của tướng gia, đặc biệt đến đây thăm phu nhân. Việc này vẫn xin phu nhân bớt buồn, vẫn chưa thầm tra tất cả vẫn chưa kết luận nhàn duật an ủi vài câu vẻ mặt tô phu nhân vẫn bi thương như cũ cúi đầu khóc nức nở nhàn duật cảm thấy có chút nhàm chán vô nghĩa không biết rốt cuộc mình đến tô phủ để làm gì đang định đứng dậy muốn rời đi đã nghe thấy hậu viện truyền đến một chàng tiếng chém giết tinh thần lập tức chấn động liếc tần cửu một cái hắn cảm thấy có lẽ mục đích tần cửu muốn hắn đến tô phủ chính là chuyện này Tần cửu lại mắt điếc tai ngơ ngồi cách hắn không xa phe vầy quạt vài cái, tì ba đứng sau lưng mặt không biểu cảm. Nhàn ruột thấy tần cửu ngay cả liếc mắt cũng không liếc hắn một cái. Khóe môi cong lên, có chút không vừa lòng nói, chẳng lẽ còn muốn ta xem ý nàng ta rồi làm việc sao? Tô phu nhân ngừng khóc lóc mắng người hầu, lão gia vừa xảy ra chuyện, các ngươi đã tạo phản rồi sao? Nhàn ruột nhướng mày lên, nói với điêu thuyền phía sau, đi xem xảy ra chuyện gì điêu thuyền lên tiếng trả lời rồi đi một lát sau đã dẫn theo hai người vào hai người này một nam một nữ khắp người nam tử được một chiếc áo choàng màu đen vô cùng kín đáo phủ lên hắn quay lưng về phía ánh sáng đứng ở trong phòng khuôn mặt ẩn trong áo bảo đen khiến người ta không thể nhìn rõ chỉ có thể cảm giác được đôi con ngươi đen của hắn đang nhanh chóng quét một lượt quanh phòng tiếng ve kêu xuyên qua xong cửa sổ truyền vào tỏ rõ thời tiết vẫn rất nóng người này che kín toàn thân từ trên xuống dưới không một kẽ hở giống như không hề nóng nữ tử lại máu me đầy người trong tay cầm một thanh kiếm chạy đến mức châm cái lệch búi tóc nghiêng y phục lộn xộn rõ ràng là nữ tử này dũng cảm quên mình bảo vệ nam tử kia ánh nắng buổi chiều rất long lanh trong phòng cũng rất ấm nhưng hai người này vượt đi vào lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cớ tô phu nhân nhìn hai kẻ xa lạ kia cứng họng cứng lưỡi nói các ngươi các ngươi là ai các ngươi xông vào phủ ta làm gì? Ánh mắt nữ tử máu me đầy người nhanh chóng đảo quanh phòng một cái, đã kéo người mình khoác áo choàng kia quỳ xuống đất, ai oán khóc nói, các vị đại nhân. Xin hãy cứu mạng của hai người bọn tôi, có người, có người muốn giết bọn tôi. Cứu mạng, mắt phượng của nhan giật híp lại, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nhàn dỗi hỏi, hai người các ngươi là kẻ nào? Ban ngày ban mặt thế này, là ai muốn giết các ngươi? Nói ra, bản vương thay các ngươi làm chủ nữ tử nghe thấy lời nhan duật vội vàng quỳ xuống trước mặt nhan giật dập đầu nói tiểu nữ tử không biết là vương gia mạo phạm rồi nàng ta chỉ vào nam nhân bên cạnh nói hắn là người bị giam trong địa thất ở hậu viện của tô phủ tôi là người hầu hạ hắn vốn dĩ tô tướng đối đãi với chúng tôi cực tốt hôm nay không biết vì sao lại phái thuộc hạ đến giết chúng tôi may mà tiểu nữ tử biết vài chiêu võ công đơn giản vì thế mới may mắn chạy ra ngoài kéo hắn chạy thẳng về phía bên này. Nếu không gặp được vị cô nương kia giúp đỡ, e rằng hai người chúng tôi đã sớm mất mạng rồi. Nhàn ruột vốn đang bưng nước trà tự rót tự uống, nghe thấy lời nữ tử, bàn tay bưng cốc trà hơi ngừng lại, chuyển sang nam tử áo bào đen, hỏi, kéo áo choàng của ngươi xuống. Cơ thể người mặc áo bào đen hơn run lên. Vươn một đôi tay trắng xanh ra, kéo áo bào phủ trên đầu ra dưới ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu rọi khuôn mặt kia trắng bệch lạnh như băng tỏa ra hơi thở u ám mục nát chỉ riêng đôi mắt còn có chút thần thái hắn nhìn tần cửu một cái khản giọng hỏi ngài là nghiêm vương nhan duật nhan duật tựa vào ghế híp mắt mỉm cười nói ngươi nhận ra ta ngươi là ai trạng nguyên năm khánh nguyên thứ mười của đại dục quốc thẩm phong nam từ thấp giọng nói từ chữ từng câu Nhàn ruột sững sờ, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua khuôn mặt nam tử, nói với vẻ không thể tin, ngươi thật sự là thẩm phong, không phải ngươi chết rồi sao? Thẩm phong đột nhiên ngẩng đầu cười, trong tiếng cười có chút thấm khổ. Quả thực là ta, các ngươi đều nói ta chết rồi, nhưng thật ra ta chưa chết, chẳng qua ở trong địa thất của tô phủ, trải qua cuộc sống của kẻ bỏ đi người không ra người quỷ không ra quỷ mấy năm mà thôi. Tô phu nhân thấy tình thế không ổn, vội tiến lên nói, vương gia quả thực hai người này là người trong phủ, tinh thần hơi thất thường, cho nên bị lão gia tạm giam ở trong hậu viện. Vương gia đừng nghe bọn chúng nói linh tinh. Tần cửu cười lạnh. Nói linh tinh sao? Không ngờ tô phu nhân này không biết gì hết nhưng lại rất lanh lợi, biết bảo vệ tô thanh. Nhưng nhàn giật đâu chịu nghe lời bà ta, chỉ thản nhiên nói, tinh thần hai người kia thất thường cũng được, bình thường cũng được, đều không thể ở lại tô phủ nữa bản vương muốn đưa bọn họ đi, vẫn xin phu nhân cho phép. Nhàn ruột nói xong, lập tức sai tùy tùng đưa thẩm phong và nữ tử áo dính máu ra khỏi tiền sảnh, tô phu nhân không kịp ngăn cản, đành âm thầm cắn răng. Đoàn người đi dọc theo con đường lát gạch của tô phủ ra ngoài, chính vào lúc sắp ra khỏi cửa phủ, ánh mắt tì ba đột nhiên nghiêm lại, chờ tay tóm lấy thẩm phong ở sau lưng mình. Tiện thể đẩy sang một bên, chỉ thấy trong đám người hầu đi theo của tô phủ có một người nhảy lên. Trường đao trong tay vung tới. Dưới ánh mặt trời ánh đao sáng như tuyết chớp lên sắc lam lóng lánh, đánh về phía Thẩm Phong. Bởi cái đẩy này của tỷ ba, ánh đao kia đã đâm về phía tỷ ba. Vì tỷ ba vừa đẩy, không kịp tránh đi, đành phải giơ tay nghênh đón, ánh đao và ánh kiếm đánh nhau, len keng một tiếng. Mọi người đều kinh sợ. Lưỡi đao lóe ánh sáng lạnh màu lam thẫm kia sượt qua y phục của tỷ ba, nếu như tỷ ba ra tay chậm hơn một bước, đao đó sẽ đâm vào cơ thể hắn. Người kia nhìn thấy một kích không thành, biết là không thể làm gì nữa, bèn rút đao tự vẫn. Cả trái tim tần cửu đã sớm co lại, nhìn thấy tỷ ba không sao, lúc này mới hơi yên tâm. Nàng bước nhanh đến trước người thích khách, thấy hắn đã nằm vật xuống mặt đất cứng đờ không động đậy. Thành đao đó đã nhúng độc thích khách đã chết rồi. Sắc mặt nhan ruột trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt chăm chú dừng lại trên mặt Tô phu nhân đưa tiễn ở phía sau dây lát ý cười bên khóe môi rét lạnh tô phu nhân giết người dưới mí mắt bản vương lại không nghĩ đến hậu quả gì sao sắc mặt tô phu nhân trở nên cực kỳ tái nhợt mồ hôi lạnh túa ra trên trán sợ đến mức quỳ xuống mặt đất sập đầu nói vương ra không phải ta thật sự không phải ta vậy chính là tô thanh rồi trước khi ông ta bị bắt vẫn không quên phái người đến giết thẩm phong mắt thấy thẩm phong được chúng ta cứu kỳ tùng kia vẫn tuân theo mệnh lệnh mà bí quá hóa liều xem ra thẩm phong này thật sự là rất đáng xem trọng rồi. Nhàn giật lười biếng nói xong, sai điêu thuyền hộ tống thẩm phong lên xe ngựa. Để lại tô phu nhân dẫn theo hạ nhân của tô phủ quy đầy đất. Rất nhanh đoàn người đã đến phủ nghiêm vương. Nhàn giật vừa hồi phủ, đã tao nhã ngồi trên ghế dựa, sai tứ đại mỹ nhân hầu hạ gần bên cạnh. Ném thẩm phong cho tần cửu xử lý. Cần cửu hít mắt nhìn Thẩm Phong đứng ở trong phòng, Thẩm Phong, người xuất thân bần hàn, thời niên thiếu phụ thân đã chết sớm, do quá phụ làm nghề giặt y phục nuôi dưỡng thành người. Bản thân người hiếu học cần cù chăm chỉ, xin thế nhất định phải vượt lên hẳn mọi người, người đọc nhiều thi thư. Gian khổ học tập 10 năm, cuối cùng vào năm Khánh Nguyên thứ 10, đỗ Trạng Nguyên đầu bảng. Mắt thấy đã sắp thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, từ nay về sau vinh hoa phú quý. Khổ lắm tất đến ngày sung sướng nhưng ngươi lại đột nhiên gặp chuyện bỏ mình trong nhà trọ năm đó. Thánh thượng còn vì thế mà cực kỳ thương tiếc, nếu như ngươi chết rồi thì cũng thôi đi, nhưng lại chưa chết mà sống cuộc sống của người bỏ đi vài năm. Ta đoán, e rằng ngay cả bây giờ là Nam Khánh Nguyên Thứ mấy người cũng không biết phải không, là ai hại ngươi phải sống cuộc sống như thế. Ngươi nhìn gương mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của ngươi thử xem có còn là thầm trạng nguyên nam đó không? Thẩm Phong nhìn chằm chằm Tần Cửu, đối với việc nàng hiểu biết hắn tường tận như thế mà dựng đứng lông măng. Những điều đó, làm sao ngươi biết? Thẩm Phong run giọng hỏi. Làm sao nàng biết? Tần Cửu cười lạnh. Thật ra hẳn là nàng phải biết sớm hơn. Nhưng lại không chú ý đến chuyện này, bởi vì vẫn luôn cho rằng người này đã chết từ lâu rồi, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của người này. Mãi đến khi nàng biết ngự chiếu hai kim ngô vệ đó đưa cho nàng là giả, nàng mới nghĩ đến người này. Thẩm Phong, Trạng Nguyên Nam Khánh Nguyên thứ 10, người này xuất thân bần hàn, nhưng cực kỳ tài hoa. Bình thường Tần Cửu khâm phục người như vậy, nhưng nàng lại không thích người này. Bởi vì một năm nọ Thẩm Phong vào kinh đi thi, ở trong nhà trọ đã tiêu hết chi phí đi đường. Bèn bắt đầu viết thơ vẽ tranh kiếm bạc. Lúc ấy hắn vẫn chưa đỗ trạng nguyên, người trong kinh đều không biết hắn, tranh của hắn không bán đi được. Vì thế sau khi vẽ xong, để tên Bạch Tố Huyên lên chỗ ghi tên, bán với giá cao. Ban đầu nàng cũng không biết ngẫu nhiên có một ngày có được một bức họa. Lại phát hiện ký tên là mình. Nét chữ đó giống của mình y như đúc khó phân biệt thật giả, nhưng bức họa đó lại thật sự không phải do mình vẽ. Về sau đi nghe ngóng, mới biết là hắn làm. Nàng tức giận khó nén. Phái bạch tú cầm đến nhà trọ tìm hắn, cho hắn trăm lượng bạc lệnh cho hắn không được mô phỏng nét chữ của nàng nữa. Về sau người này đỗ trạng nguyên, trước khi một bước lên mây, lại bị giết ở nhà trọ lúc đó nàng còn than thở vài tiếng sau đó không đặt chuyện của người này ở trong lòng nữa ai từng nghĩ đến hắn lại chưa chết từ sau khi tần cửu xem hồ sơ lưu liên mang từ bộ hình đến biết được ngự chiếu kia là giả đã đột nhiên nghĩ đến người này thẩm phong có thể mô phỏng nét chữ của nàng đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra trên đời này không có nhiều người có thể mô phỏng nét chữ của người khác giống như thế đương nhiên Người này có thể mô phỏng nét chữ của nàng thì cũng có thể mô phỏng nét chữ của Khánh đế. Chương 138: An ý. Editor: Xám đương nhiên, người này có thể mô phỏng nét chữ của nàng thì cũng có thể mô phỏng nét chữ của Khánh đế. Tần Cửu đoán, người bị đâm chết ở nhà trọ năm đó có thể không phải là Thẩm Phong. Mặc dù đã qua điều tra, không tra ra được chứng cứ xác thực nhưng bởi vì tần cửu dành nhiều tâm sức. Vì thế phái người để mắt sát sao đến tô phủ. Rất nhanh phát hiện gần đây tô phủ muốn mua vài nha hoàn. Nghe nói hàng năm tô phủ đều sẽ chọn mua nha hoàn từ nơi khác không mua ở lân cận kinh kỳ. Tần cửu vốn định mua chuộc người môi giới bán người, trà trộn người của mình vào, nhưng nàng phát hiện. Người môi giới bán người đó rất thân quen với tô phủ là người Tô Thanh tín nhiệm, không dễ dàng mua chuộc như vậy, nếu muốn phái người đến Tô Phủ không hề dễ dàng. Tần cửu bí qua hóa liều, đành phải bắt góc một nữ tử trong số đó. Để người của mình dịch dung thành dáng vẻ của nàng ta, thay thế nàng ta trà trộn vào Tô Phủ. Cũng là trùng hợp mấy nha hoàn đó chính là mua cho cơ thiếp của Thẩm Phong. Thẩm Phong này, cũng không biết là thật sự háo sắc hay là cố ý, hắn ở trong địa thất có vài nữ nhân hầu hạ hắn, hơn nữa hắn cũng rất siêng đổi nữ nhân, mặc dù Tô Thanh giam giữ hắn, nhưng suy cho cùng muốn dùng hắn. Cho nên đối xử với hắn vẫn coi như không tệ. Cách một thời gian, sẽ mua hai nữ tử đến cho hắn. Nữ tử quần áo dính máu bảo vệ thẩm phong ở Tô Phủ vừa rồi chính là người tần cửu phái đến. Hôm nay nếu như không phải có nàng ấy, e rằng thẩm phong đã bị Tô Thanh phái người diệt khẩu rồi. Lúc Tô Thanh bị bắt biết chuyện có thể bại lộ trong lúc vội vàng đã hạ mệnh lệnh chu sát ngươi là ai thẩm phong kinh hoàng bặt vía quét qua nhan giật nhàn nhã uống trà ngồi ở một bên ánh mắt truyền đi chăm chú nhìn lên người tần cửu chậm rãi hỏi tần cửu liếc mắt nhìn hắn khóe môi cong lên thành nét cười nhạo thản nhiên ngươi không biết ta cũng không sao nhưng ngươi nên biết nếu như hôm nay không có ta và vương gia e rằng ngươi đã táng mạng ở suối vàng rồi Thẩm phong cảnh giác nhìn tần cửu, khóe môi hiện lên một nét cười lạnh, tôn lên khuôn mặt trắng bệch lâu ngày không thấy ánh mặt trời của hắn, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh thấm vào người. Các ngươi cứu ta, ta vốn nên cảm tạ các ngươi, nhưng ta biết các ngươi cứu ta, hẳn là có việc cầu ta, nói đi. Tần cửu bật cười. Giờ tay thổi sơn móng tay trên bộ móng mới tô ngày hôm nay, thong thả nói, thẩm phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta cứu ngươi. Là muốn bảo ngươi ngụy tạo thánh chỉ cho chúng ta giống như tô thanh ư người thẩm phong run lên ngẩng đầu kinh hoàng nhìn chằm chằm tần cửu ngươi ngươi nói thật cho ngươi biết nhé tần cửu lười biếng quét mắt nhìn hắn cái nhìn đó nhìn như tùy ý nhưng ánh mắt lại sâu xa mà khó lường những chuyện tô thanh làm đã bại lộ rồi hôm nay khi bọn ta đưa ngươi ra sợ là ngươi đã nhìn thấy rồi lòng người khắp nơi trong tô phủ hoảng sợ những chuyện ngươi giúp tô thanh làm e rằng cũng không giấu được nữa người chỉ có thể giống như tô thanh bị áp giải đến thiên lao rồi lại áp giải đến thái thị khẩu đáng tiếc mẫu thân ngươi ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ngươi thành người mặc dù ngươi bị hại bỏ mình nhưng bà ấy vẫn cho rằng ngươi đỗ trạng nguyên mà tự hào nếu như bà ấy biết ngươi đã phạm tội lớn bị chém đầu không biết lão nhân ra ấy phải đau lòng đến mức nào đây thái thị khẩu là nơi mà hầu hết các hình phạt vốn của bắc kinh được thực hiện trong thời nhà thanh và được mở cho công chúng xem Tần cửu mỉm cười chậm rãi nói, nhưng giọng nói lại cố ý ra vẻ bi thương, khiến người thầm phong run lên. Trong lòng hắn, mẫu thân hắn vẫn chiếm trọng lượng rất lớn. Nét cười lạnh ban đầu nơi khóe môi hắn đã sớm biến mất không còn bóng dáng, chút thần thái cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn phai nhạt đi. Hai tay hắn run run, hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất thấp giọng hỏi ta phải làm thế nào? Cuộc sống trong địa thất nhiều năm đã sớm mày bằng chút cứng cỏi của người là trạng nguyên, trong mắt tần tù thoáng hiện ra vẻ thương xót, thản nhiên nói, ba ngày sau. Vụ án của Tô Thanh sẽ thẩm tra xử lý ở công đường của bộ hình, phải làm thế nào, ta nghĩ hẳn là trong lòng ngươi biết rất rõ. Người cũng không muốn thấy Tô Thanh thoát tội quay về diệt khẩu ngươi phải không? Hôm nay ngươi nhặt cái mạng này về nguy hiểm như thế nào, hẳn là ngươi đã biết nhất định không muốn trải qua một lần nữa luật pháp của bản triều, đối với người chủ động lên công đường làm chứng. Hành vi phạm tội sẽ có giảm miễn thỏa đáng, hẳn là ngươi biết điểm này rồi. Thẩm phong nhìn tần cửu thần sắc đờ đẫn gật gật đầu. Tần cửu mỉm cười, nghiêng đầu hỏi nhan ruột ngồi uống trà ở một bên, vương ra, để hắn ở tạm trong phủ vương ra thì thế nào? Nhan ruột gật gật đầu, sai điêu thuyền đưa nữ tử áo dính máu và thẩm phong đi bố trí ổn thỏa. Chờ đến khi trong phòng không còn những người khác nữa, nhan ruột khoanh tay đi đến trước mặt tần cửu. Mắt đẹp hơi híp lại, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ánh mắt thâm ý khó lường này, như muốn nhìn thấu đáo nàng từ trong ra ngoài trong khoảnh khắc đó, không còn chỗ che giấu. Tần cửu bị hắn nhìn chăm chú trong thời gian dài như vậy, cho dù nàng đã sớm luyện được ra mặt dày có thể so với tường thành, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng xoa xoa mặt, vuốt lại lọn tóc rối trên trán, cười tìm tìm nói, vương ra, trên mặt ta có gì à? Nhàn ruột lại lặng lẽ nghiêng đầu, để lại cho tần cửu đường nét nửa bên mặt với độ cong hoàn mỹ, đẹp đẽ như điêu khác. Lệ châu nhi ta đã từng nói chưa ta rất khâm phục ngươi đấy. Hắn nói với giọng trầm thấp giống như lầm bầm độc thoại, trong giọng nói hàm chứa một loại tư tính khó diễn tả bằng lời. Tần cửu cười xinh đẹp, ra mặt cực dày mà đón nhận chỗ vương ra cần khâm phục ta còn nhiều đấy. Nhàn ruột nhướng mày, cười như không cười nói, ra mặt ngươi thật là dày. Tần cửu cười, cũng giống như vương ra vậy. Nhàn ruột nhìn nàng vui cười như hoang nghiêng đầu liếc hắn. Lời nói lại dịu dàng như thế, trong lòng không khỏi có một cảm giác khác thường. Cảm giác ấy khiến hắn vui vẻ như thế, hắn đang tiến lên trước một bước lại nghe điêu thuyền ở bên ngoài phòng đến truyền lời, nói là Tô Vãn Hương đến đây thăm hỏi. Tần cửu mặt không biến sắc nhướng mày, đến thật là nhanh đó. Nói ra, bọn họ cứu thẩm phong khỏi Tô Phủ cũng chỉ là chuyện của nửa canh giờ trước, nhanh như vậy Tô Vãn Hương đã nghe nói chuyện này. Hơn nữa đã đi đến đây, thật là nhanh. Đây là đến đòi người. Tuy rằng trên hỉ đường, Tô Vãn Hương hiểu rõ đại nghĩa từ chối hành lễ với nhan túc nhưng không thấy nàng ta nói muốn quay về nhà mẹ đẻ nghe nói là phải đến hậu đường uống thuốc nghỉ ngơi. Sao nhanh như vậy đã có được tin tức biết nàng và nhan giật đã đến phủ bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, tô vãn hương dẫn theo hai thị nữ chậm rãi vào phòng. Nàng ta đã cởi hỷ phục đỏ thẫm ra, mặc một bộ váy nga hoàng bích hà. Trên búi tóc cài châm vàng, không tính là hoa lệ nhưng cũng không mất đi tao nhã. Nàng nhìn thấy nhan giật cúi người hành lễ, bái kiến vương gia ánh mắt nhan ruột đảo một vòng trên người nàng ta, lại dừng trên đôi mắt trong veo của nàng một lát, lông mi đột nhiên chớp vài cái. Ý cười bên khóe môi đầy dịu dàng, tô tiểu thư không cần đa lễ, ta nói vì sao vừa rồi tinh thần ta không yên, cảm thấy giống như là sắp có chuyện tốt gì đó sắp xảy ra vậy. Nhưng thì ra là tô tiểu thư đến, nói ra là lần đầu tiên tô tiểu thư đến vương phủ sao, mau ngồi đi. Tô Vãn Hương cười dịu dàng, nhưng thần sắc trong mắt lại lạnh lùng đến tột cùng, ở trước mặt vương gia, người sáng không nói lời tối ta cũng không vòng vo nữa. Vừa rồi về phủ, nghe ra mẫu nói vương gia và cửu gia vừa mới đến phủ, đã đưa một người trong phủ đi. Nghe mẫu thân ta nói. Người đó là một bà con xa của tô gia chúng ta, đầu óc có chút vấn đề, thường xuyên nói nhảm, lúc phát tác sẽ quen lấy đao chém người. Mặc dù nói ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe ra mẫu nói xong cực kỳ hoảng sợ gia phụ vẫn luôn giam hắn trong địa thất nhưng cũng không dám thất lễ hàng ngày đưa rượu ngon đồ ngon chỉ sợ hắn trốn ra ngoài gây chuyện không ngờ hôm nay cơ duyên xảo hợp lại bảo vương gia dẫn đến đây ta sợ hắn làm vương gia kinh sợ cho nên đến dẫn hắn về khóe môi tần cửu dần dần hiện lên chút ý cười Tô Vãn Hương lại hiểu được tầm quan trọng của Thẩm Phong, nàng ta đến đòi người nhanh như vậy, có lẽ là sợ bọn họ biết được những chuyện không nên biết từ miệng Thẩm Phong. Tần Cửu chậm rãi híp mắt lại, là Tô Vãn Hương vốn dĩ thông minh hơn người, đoán được tầm quan trọng của Thẩm Phong với vụ án của cha. Hay là có nguyên nhân khác, cũng có thể, nàng ta không biết chuyện gì, chỉ nhận nhờ vả của Tô Phu Nhân đến đòi người. Nhàn Duật nhìn chằm chằm Tô Vãn Hương không rời mắt khóe môi khẽ nhất tự mình dẫn Tô Vãn Hương ngồi xuống, mới nói, Tô Tiểu Thư, hiếm khi thấy nàng quan tâm bản vương như vậy. Nhưng nàng nói không sai, người đó thật sự có chút vấn đề. Thấy ánh mắt hắn âm u ta đã cảm thấy hắn có chút vấn đề, đã sớm sai người đưa hắn xuống rồi. Tô Vãn Hương nghe vậy dường như vẻ mặt thả lỏng, thản nhiên nói, vương ra, nghe ra mẫu nói, hôm nay hắn đã phát tác cầm đao chém người, còn nói là người khác muốn giết hắn. Vương ra kính xin cho phép ta dẫn hắn về đi. Nhàn ruột cười lười biếng, tô tiểu thư, vội vã gì thế, hiếm khi đến vương phủ của bản vương một chuyến, ngồi thêm một lát nữa, điêu thuyền ngọc hoàn, các ngươi mau đi pha trà. Điêu thuyền ngọc hoàn lên tiếng trả lời rồi đi. Tô vãn hương lại khoát tay, vương gia ta không khát, không có tâm trạng uống trà. Bây giờ phải rời đi rồi, vẫn xin vương gia giao người ra đây. Nhàn ruột tiếc hận thở dài nói hiếm khi tô tiểu thư đến một lần, dù sao vẫn để bản vương chiêu đãi thật chu đáo đi. Tô Vãn Hương thản nhiên nói, vương gia, nếu như hôm nay gia phụ không xảy ra chuyện ta đã là vương phi của An Lăng vương điện hạ rồi. E rằng lúc này cũng nên tôn kính gọi vương gia một tiếng hoàng thúc. Cho nên, vẫn xin vương gia giữ khoảng cách đừng giữ ta nữa. Nhàn ruột nghe vậy, sắc mặt buồn bã, thản nhiên nói, nói ra cũng đúng nếu thế, nói xong ra hiệu bằng mắt với chiêu quân, mau đưa người áo bảo đen âm u vừa rồi đến cho tô tiểu thư. Ngàn vạn lần không được có sơ sót gì. Chiêu quân lên tiếng trả lời rồi đi. Tần cửu nhướng mày, đang định lên tiếng, lại nhận ra nhan ruột đã nhìn về phía mình. Đôi con người tà mị ấy chấp chớp với nàng, tần cửu chợt nhớ ra, vừa rồi khi hắn nói chuyện với chiêu quân. Dường như đã ra hiệu bằng mắt trước tiên. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự không muốn giao thẩm phong ra. Tần Cửu đang do dự, đã thấy Chiêu Quân hoảng hốt lo sợ chạy vội đến, chạy đến mức thở hồng hộc bẩm báo, bẩm vương ra, không thấy người mặc áo bào đen vừa rồi và nữ tử áo dính máu nữa. Nô gia phái người tìm khắp phủ cũng không phát hiện ra, đoán là bọn họ chạy mất rồi. Nhan giật đột ngột đứng dậy, Mày dài nhíu lại, tức giận nói, bản vương ta nuôi các ngươi vô ích rồi, ngay cả một nữ nhân bị thương và một nam nhân giống như từ quỷ đầu thai cũng không trông giữ được. Người bảo tạ nói với tô tiểu thư thế nào, đánh, mỗi một người tự đến chỗ quản gia lĩnh 30 đại bản đi. mươi 139, khiêu khích. Editor, xám. Nhan Duật nói như thế. Đương nhiên tần cửu hiểu rõ, rằng nhan Duật không hề có ý định để tô vãn hương đưa thẩm phong đi, cho nên mới để chiêu quân giả vờ nói thẩm phong đã chạy trốn khỏi phủ rồi. Chắc hẳn Tô Vãn Hương có thể nhìn ra chuyện này là cố ý, nhưng cho dù như thế, nàng ta cũng không thể nói được lời nào. Quả nhiên đôi mày thanh tú của Tô Vãn Hương hơi nhăn lại, chút lạnh lùng lướt qua khuôn mặt thanh lệ trong nháy mắt. Nàng ta nghiêng đầu chăm chú nhìn nhan ruột, mắt đẹp hơi nghiêm lại. Cất tiếng trong trẻo nói, vương gia cũng không cần phạt bọn họ, nghe mẫu thân nói, người đó mà phát tác. Ai cũng không ngăn được. Vốn dĩ vội vã đến là lo lắng hắn sẽ mạo phạm đến vương gia, nếu như hắn đã rời đi, vậy ta đã yên tâm rồi. Có điều, hắn chạy trốn từ phủ vương gia, vẫn xin Chiêu quân cô nương nói lại tình huống lúc đó một chút, ta cũng dễ tìm được manh mối để truy đuổi điều tra. Chiêu quân mỉm cười tiến lên phía trước nói, "Tô tiểu thư, ta cũng không tận mắt chứng kiến, chỉ là nghe người hầu trong phủ nói, nữ tử ở cùng hắn biết võ công, người của bọn ta cũng không ngăn được. Đành mặc cho bọn họ đi." đôi mày thanh tú của tô vãn hương nhíu lại ánh mắt lướt qua nhan ruột cười dịu dàng nói nếu thế ta sẽ không quấy dày nữa vương gia hãy bảo trọng ta cáo từ nàng ta đi lễ với nhan ruột dẫn hai thị nữ chậm rãi rời đi trước khi đi tô vãn hương giống như vô ý nhìn lướt qua tần cửu một cái ánh mắt sáng rực tần cửu đón ánh mắt của nàng ta cười nhạt tô tiểu thư đi thong thả tô vãn hương cười mỉm rời đi Nhàn giật đích thân tiễn Tô Vãn Hương ra khỏi cửa, tần cửu cảm thấy có chút uể oải, bèn tựa lên ghế nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại không hề nhàn rỗi. Nghĩ đi nghĩ lại lời Tô Vãn Hương vừa nói một lượt. Tô Vãn Hương nói gần nói xa, nhắc đến chuyện của Thẩm Phong. Đều nói là nghe Tô phu nhân nói, nàng ta nói Thẩm Phong là thân thích phương xa của nhà nàng ta, là do nghe Tô phu nhân nói. Nói Thẩm Phong có bệnh cho nên mới bị giam lại phát tác trở nên rất đáng sợ cũng là nghe tô phu nhân nói nàng ta chưa từng tận mắt chứng kiến rốt cuộc đó là chân tướng hay là nàng ta cố ý nói như vậy xem ra nàng phải bảo lan xá phái người âm thầm điều tra tô vãn hương một chút rồi đương nhiên người khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn là nhan duật hắn ngưỡng mộ tô vãn hương nhưng không giao thẩm phong ra cũng xem như có một chút lý lẽ minh bạch nàng suy nghĩ nhập thần không chú ý nhan duật đã quay về Nhàn ruột vừa bước vào từ bên ngoài, lập tức thấy tần cửu ngơ ngẩn dựa lên ghế. Váy dài theo đóa hoa nhỏ đỏ tươi, nhìn qua giống như một dải khói dáng. Mái tóc đen trải thành búi lười biếng rủ xuống, lông mi dày đậm hơi khép, đôi mắt đó đang say sưa. Không hề nhìn ngó xung quanh, giống như hai hồ nước sâu tản ra sương mù vấn vít, mông lung mà sâu tối khóe môi hơi mím của nhan duật cong lên, không tự giác đặt nhẹ bước chân, cười tùm tìm nhìn nàng, lệ châu nhi lại đang nghĩ chuyện xấu gì thế. Tần cửu ngước mắt nhìn thấy đôi mắt phượng đen lái sáng rực lóng lánh của nhan duật, làn môi mỏng nhếch lên với ba phần ý cười, đang ôm cánh tay quy nàng. Nàng không biết vì sao tính cảnh giác của mình trở nên thấp như vậy, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, ngay sau đó cười nói ta hơi mệt mỏi. Thiếu chút nữa đã ngủ rồi vừa rồi vương gia nghe thẩm phong nói hẳn là cũng đã hiểu hắn bị tô thanh giam trong địa thất là nhân chứng của vụ án tô thanh tô tiểu thư tìm đến ngài không giao hắn ra ta rất biết ơn chỉ là ba ngày sau nếu như để ngài đưa hắn đến bộ hình làm chứng nhất định sẽ đắc tội với tô tiểu thư chi bằng để ta đưa hắn đi ba ngày sau để tự hắn đi làm chứng cũng tránh khiến tô tiểu thư biết hắn vẫn ở trong phủ của ngài bởi vậy mà tức giận vương gia Thật ra, tần cửu có chút không yên tâm để Thẩm Phong ở phủ Nghiêm Vương. Ban đầu nàng cảm thấy, để hắn ở trong phủ Nghiêm Vương bởi vì nhan dựt phát hiện ra Thẩm Phong ở Tô phủ, đến lúc đó lên công đường nói ra sẽ hợp lý. Nhưng không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, hôm nay Tô Vãn Hương đến tìm, nếu như vừa rồi mình không ở đây, có thể Tô Vãn Hương sẽ không nói mấy câu đơn giản như thế nói không chừng sẽ cầu xin nhan duật, không biết nhan duật có mềm lòng không? Bây giờ, nếu như đã buông lời, nói thẩm phong đã ra khỏi phủ nghiêm vương. Đương nhiên không thể để nhan duật tiếp tục đưa hắn đến công đường nữa. Nàng muốn đưa hắn đi, ba ngày này phái người bảo vệ chặt chẽ. Ý cười nơi khóe môi nhan duật hơi cứng lại, ngay sau đó lười biếng nói, cửu ra như vậy là vẫn muốn tác hợp ta và tô tiểu thư. Tần cửu nghe vậy thản nhiên nói, ta đáp ứng chuyện của ngài dù thế nào cũng sẽ nỗ lực làm được. Khóe môi nhan giật cong lên thành ý cười như có như không, chỉ là tần cửu nhìn ra, không biết vì sao vẻ tươi cười đó có một khí chất nguy hiểm, a à, cửu ra thật đúng là tận tụy với công việc. Vậy ta nên chờ mong từ tận đáy lòng sao? Vương gia nên biết rằng, Tô Thanh là tự chuốc vạ vào mình, không hề oan uổng. Cho dù Tô Vãn Hương trách móc, đầu tiên sẽ phải trách phụ thân nàng ta, tiếp đó, chỉ biết trách thiên thần tông của ta. Nhưng sẽ không trách lên đầu vương gia nhàn ruột cười tự diễu, đi đến một chiếc ghế dựa khác bên cạnh tần cửu rồi ngồi xuống, thản nhiên hỏi, thẩm phong đó, người nói hắn là một nhân chứng quan trọng, nhưng nói một chút xem. Hắn có thể chứng minh điều gì? Thẩm phong tinh thông mô phỏng nét chữ của người khác, không phải mọi người đều biết chuyện này. Nếu như năm đó thẩm phong không mô phỏng nét chữ của Bạch Tố Huyên, e rằng nàng cũng sẽ không biết. Thẩm phong này có một tuyệt kỹ, hắn ta biết mô phỏng nét chữ của người khác. Vương gia nên biết vì sao Tô Thanh Giam cầm hắn ở trong địa thất chứ. Tần cửu thản nhiên nói. Nhàn ruột nghe vậy, trong nháy mắt gương mặt bất cần đời đã thay đổi, mắt phượng xinh đẹp hơi hít lại, vẻ sắc sảo trong đó lóe lên. Hắn khoan thai nói, người muốn dẫn hắn đi cũng được, có điều ta thấy chi bằng ngươi tìm một nơi để bảo vệ hắn. Theo ta biết Tô Thanh cũng không dễ đối phó như vậy ông ta đã làm thừa tướng nhiều năm thế lực đó rắc rối phức tạp cho dù người đó bị giam lại vẫn có người bán mạng cho ông ta đương nhiên tần cửu biết điểm này nàng cười thản nhiên nói vương gia nói đúng vậy ta xin cáo từ tần cửu nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định để thẩm phong đến linh lung các nghỉ trọ trước khi đi tần cửu đã dặn dò nữ từ áo dính máu bảo vệ thẩm phong tên gọi hồng lĩnh vài câu thẩm phong và hồng lĩnh cải trang đến linh lung các đã nghỉ ở lầu ba ngày đầu tiên vẫn bình an vô sự buổi tối ngày thứ hai thầm phong muốn uống rượu ở trong địa thất ba năm đã lâu không thấy ánh mặt trời cơ thể hắn cực kỳ xấu vì thế chân cẳng bị lạnh đến ngày đổ mưa nhiều mây sẽ bị đau nhức chỉ có sau khi uống rượu còn tạm chịu được một chút hồng lĩnh bèn dặn do tiểu nhị lấy rượu đến một lúc lâu sau đã nghe thấy cửa phòng bị gõ vang có người cao giọng nói đưa rượu hồng lĩnh lập tức trở nên cảnh giác Tần Cửu đã nói với nàng, từ đầu đến cuối ở Linh Lung các đều sẽ phái một người đến đưa đồ cho bọn họ, một khi đổi người, vậy sẽ phải lập tức cảnh giác. Rõ ràng tiếng nói chuyện của người này không phải tiểu nhị ca vẫn luôn hầu hạ bọn họ. Hồng lĩnh lặng lẽ lấy bảo kiếm ra, mặt không biến sắc cầm ở trong tay. Nàng mở cửa phòng ra, một nam từ trẻ tuổi mặc y phục người hầu của Linh Lung các bê vò rượu đi đến. Người không phải tiểu nhị ca, người là kẻ nào, Hồng lĩnh thản nhiên hỏi. Tôi là người hầu mới đến, tiểu nhị ca bận tối mắt bảo tôi giúp đưa rượu lên. Rượu này lạnh, tiểu nhị ca nói nói cơ thể khách nhân không tốt, đặc biệt dặn dò tôi ủ ấm một chút cho các vị. Nam tử nói xong, lập tức đặt vỏ rượu lên bàn, vươn tay đầy nắp đẩy ra. Đổ đầy một bình rượu, đặt bình rượu trong nước nóng ủ ấm một lát trong phòng lập tức mù mịt hương rượu. Hồng lĩnh nhíu mày. Cảm thấy trong hương rượu này pha lẫn một mùi hương dị thường, may mà trước đó Tần Cửu đã cho hai người uống dược hoàn giải bách độc, lúc này mới không ngã gục. Nàng cười lạnh lùng, lấy kiếm sắc trong tay ra, nhẹ nhàng đánh tới, mũi nhọn lạnh lẽo chĩa thẳng vào nam tử, ngươi là kẻ nào? Dường như người nọ không ngờ hai người không hề sợ độc trong hương rượu, phát ra tiếng cười quái dị, khí chất cả người đã biến đổi. Từ lâu đã không phải là người hầu của Linh Lung các gì nữa, mà là một sát thủ lạnh lẽo hắn đưa tay lần tìm bên eo lấy một đồ vật ra tung lên trên không phản chiếu ánh nến tỏa ra ánh sáng sắc lạnh dập dờn. nguyễn kiếm vung lên đâm về phía thẩm phong giống như độc xà lè lưỡi hồng lĩnh hừ lạnh một tiếng bảo kiếm trong tay vung lên đấu với hắn ta thần thù thích khách bất phàm nguyễn kiếm đã nhiều lần lướt đến trước người thẩm phong khắp nơi đều là nguy hiểm khiến thẩm phong phát lạnh cả người thật ra trước đó hắn vẫn dồn chú ý vào chạy trốn muốn chạy khỏi kinh thành vừa không tham gia vào vụ án của tô thanh vừa không để tô thanh tùy ý sắp xếp nữa lúc này nhìn thấy thích khách đến đây ám sát mình ý nghĩ đó đã cắt đứt hoàn toàn hắn nghĩ cho dù mình chạy trốn đến đâu bè lũ tô thanh cũng sẽ không buông tha mình trước mắt cũng chỉ có làm theo dặn dò của tần cừu võ nghệ của thích khách rất cao, hồng lĩnh cũng không kém, vài lần mắt thấy hắn đã sắp đâm tới thẩm phong, đều bị hồng lĩnh ngăn cản. Người đó chém giết đến đỏ mắt, hát rượu hâm nóng trong bình rượu lên lò lửa, thoáng chốc hương rượu đã bao phủ căn phòng. Thuốc độc trong rượu bốc lên càng nhanh. Dù sao dược hoàn giải bách độc của hồng lĩnh không bằng thuốc giải, hiệu quả của thuốc chậm hơn một chút, hành động đã gặp trở ngại. Nhưng thẩm phong không ngốc thấy hành động của hồng lĩnh trở nên chậm chạp biết nguyên nhân là hương rượu, bèn mở cửa sổ ở hai bên ra. Chính vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, các chủ mộ vô phi của Linh Lung các dẫn theo người hầu sông vào, lạnh giọng nói, có chuyện gì? Ai dám dở thói ngang ngược ở Linh Lung các? Nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn đưa tay cầm một vật trên bàn lên, ném về phía thích khách, đồng thời. Thân hình dao độc, bảo kiếm trong tay đã nghênh đón một kích của thích khách rõ ràng thích khách không phải đối thủ của mộ vu phi qua vài chiêu đã bị đâm ngã xuống đất thích khách đó biết chuyện thất bại cắn nát thuốc độc trong miệng khóe môi trào ra vài dòng máu đen thế nhưng nụ cười trước khi chết của hắn có chút kỳ lạ nhìn qua không hề giống với vẻ mặt của kẻ thất bại mộ vu phi cảm thấy kinh ngạc thầm kêu không ổn ngay vào lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng dây cung vang lên khe khẽ một mũi tên màu trắng bắn vào từ cửa sổ mở rộng đâm vào trước ngực thẩm phong ở chính giữa ngực, mộ vu phi kinh hãi, ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trên một cây đại thụ, cành lá xung xuê bên ngoài căn phòng gần hậu viện của linh lung các có một bóng người lướt qua. Người đó mặc một chiếc áo bào rộng rãi, nhưng gió đêm rất lớn. Y phục phấp với, còn có thể lờ mờ nhìn ra vóc người người đó nhỏ xinh. Trên mặt người đó che một chiếc khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh hiện ra ánh sáng sắc bén đôi mắt lạnh đó chăm chú nhìn lên người thẩm phong đang từ từ ngã xuống đất mang theo một chút chế giễu và đắc ý của kẻ thắng lợi mộ vu phi vội sai người bên cạnh đi truy nã thích khách hắn đi đến bên cửa sổ nâng thẩm phong dậy thấp giọng hỏi khách nhân ngươi thế nào thẩm phong bỏ dậy khỏi mặt đất rút mũi tên trước ngục xuống lau mồ hôi lạnh trên trán nghĩ lại mà sợ nói may mắn may mắn may mà ta mặc y phục hộ thân trước đó nếu không có tần cửu bảo hắn mặc bộ y phục hộ thân bằng tơ thiên tầm này lúc này hắn đâu còn mạng lúc này hắn càng giữ vững ý định muốn lên công đường làm chứng mộ vu phi chậm rãi đứng dậy chỉ cảm thấy lưng cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt hắn cố ý sắp xếp phòng trọ của hồng lĩnh và thẩm phong ở bên cạnh phòng mình chính là để kịp thời ra tay bảo vệ bọn họ hắn không ngờ thích khách thật sự lại là người bắn tên về sau, người ám sát lúc trước chỉ là để dẫn dắt bọn họ mở cửa sổ mà thôi. Nếu không có tần cửu suy tính chu toàn, chỉ e rằng thẩm phong đã bỏ mạng dưới tên rồi, sao hắn có thể không nghĩ lại mà sợ. Đi điều tra một chút khách nhân ngủ ở Linh Lung các hôm nay là những người nào? Mộ vu phi lạnh giọng can dặn, không phải ai cũng có thể vào hậu viện của Linh Lung các. Chỉ có khách nhân ngủ ở đây mới có thể vào một lát sau, người hầu quay lại, báo cáo danh sách khách nhân ngủ ở trong nhà trọ và tình huống đơn giản lại một lần. Một nữ tử đơn thân nghe nói đến từ nơi khác trong số đó đã thu hút sự chú ý của mộ vu phi. Nghe nói, diện mạo nàng ta bình thường, người mặc một bộ áo vải, nhìn dáng vẻ là người trên giang hồ. Tên của nàng ta là Đậu Tư Ni. Đó là một cái tên rất khiêu khích. 88 triệu 888 888. Ngày đại hôn của An Lang Vương, Tô Thanh bị thượng thư bộ hình tần phi phàm bắt về quy án, nghe nói là dính líu đến một vụ án buôn lậu lớn. Vụ án này khiến Khánh Đế Long Nhan đại nổ, quyết định ba ngày sau mở xét xử công khai ở bộ hình. Phải nói công đường bộ hình. Mặc dù không âm u khủng bố như thiên lao, nhưng lại tuyệt đối là một nơi khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Người có thể bị áp giải đến đây thẩm vấn, phần lớn đều là quan to trong chiều. Nhưng vào đây rồi, cho dù trở ra, tiếp đó cũng chỉ có thể là một tù nhân trong thiên lao. Trước đây, tần cửu không có cơ hội vào đây. Thế nhưng, người nhà của nàng lại đi từ nơi này đến thiên lao. Ngày thẩm vấn, sắc trời nắng giáo, giữa bầu trời xanh không có đến một áng mây trôi. Khi tần cửu ôm hoàng mau, dẫn theo thì ba đến bộ hình, ở cửa lớn trước công đường bộ hình đã có đầy người tụ tập xem náo nhiệt. Những người này tụ thành ba năm người một nhóm. Có người thấp giọng bàn luận, cũng có người vẻ mặt nghiêm nghị, cũng có người vẻ mặt lo lắng. Trong số những người này, người khiến người khác chú ý nhất chính là người của Tô phù. Dưới sự vây đỡ của thị nữ, Tô phu nhân và Tô Vãn Hương đã sớm đi đến bên ngoài cửa lớn của bộ hình. Hai người đứng bất động ở dưới bóng cây, mặc dù có ghế người hầu mang đến, nhưng dễ nhận thấy Tô phu nhân không có tâm trạng ngồi xuống, lo lắng bước đi loanh quanh ở đó. Hôm nay Tô phu nhân lại không hề khóc lóc, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe môi mím rất chặt, sắc mặt có chút cứng đờ. Tô Vãn Hương ngồi ở trên ghế, so ra nàng ta bình tĩnh hơn Tô phu nhân nhiều, ít nhất nàng ta còn có thể ngồi vững, nhìn qua sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Vị trí đứng của cả nhà Tô phủ hơi xa một chút, Tần Cửu không dự định qua đó chào hỏi. Không ngờ Tô Vãn Hương nhìn thấy Tần Cửu đi đến, lại đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía Tần Cửu. Tần môn chủ, xin dừng bước ta có lời muốn nói với tần môn chủ. Tô vãn hương đi đến phía sau tần cửu, nhẹ giọng gọi. Tần cửu từ từ dừng chân, nhẹ nhàng xoay người, trong mắt hiện lên nét cười nhạt. Tô tiểu thư, không, cần phải gọi là vương phi, vương phi, người tìm tần mỗ có chuyện gì? Chương 140, có phải nàng đã gì đó không? editor, sám tần cửu từ từ dừng chân, nhẹ nhàng xoay người, trong mắt hiện lên nét cười nhạt, tô tiểu thư, không, cần phải gọi là vương phi, vương phi, người tìm tần mỗ có chuyện gì. Tô vãn hương thước tha đi đến trước mặt tần cửu, mặc dù hôm đó vẫn chưa hành lễ với nhan túc, nàng ta đã ngồi xe ngựa quay về tô phù. Nhưng suy cho cùng vẫn là thánh thượng ban hôn, nhan túc cũng không nói không cần nàng ta nữa, nói ra cũng xem như là tân nương. Tô Vãn Hương ăn mặc diễm lệ hơn ngày trước một chút, trên người là áo đơn màu hồng nhạt. Cổ tay áo và cổ áo đều thêu hoa màu tím nhạt độc đáo, nhìn qua người lạnh nhạt như cúc nhưng lại lộ ra một chút hào hoa phú quý. Có điều, khi nàng ta đứng chung một chỗ với Tần Cửu, chút diễm lệ ít ỏi đó đã hoàn toàn bị vẻ quyến rũ đầy mình của Tần Cửu làm cho không còn sót lại chút gì. Ánh mắt của Tô Vãn Hương đảo qua váy đỏ diễm lệ của Tần Cửu, khóe môi hiện lên một chút ý cười cực nhạt, thản nhiên nói, cũng không phải chuyện to tát gì. Chỉ có vài chuyện riêng tư muốn nói với Tần Môn chủ một chút. Tần Cửu không hề bỏ qua chút giễu cợt và kiêu ngạo pha lẫn trong nét cười nhạt của Tô Vãn Hương. Mỗi một lần nàng đối mặt với Tô Vãn Hương, đều sẽ có một cảm giác khó diễn tả bằng lời, cảm giác đó rất khó nói ra là gì. Nhưng Tần Cửu lại biết rõ, nàng không thích Tô Vãn Hương. Nàng nghĩ suy cho cùng nàng là nữ nhân. Đã từng yêu nhan túc sâu sắc như vậy, đối mặt với nữ tử hắn yêu sâu sắc hiện giờ, có chút tâm lý bài xích cũng là bình thường. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy, có lẽ nàng không thích nàng ta. Là vì vẻ tự cho mình là thanh cao pha lẫn trong nụ cười dịu dàng và thanh lệ nàng ta. Tần Cửu không để ý chút nào nhếch môi cười, có chuyện gì, Tô tiểu thư đừng ngại nói thẳng. Tô Vãn Hương chưa bao giờ chủ động chào hỏi nàng, đương nhiên Tần Cửu biết vì sao. Tô Thanh chán ghét thiên thần tông, nhan túc căm giận thiên thần tông, đương nhiên Tô Vãn Hương sẽ không qua lại quá thân thiết với tần cửu. Có điều vì tu dưỡng của tiểu thư khuê các, nàng ta không hề trở mặt với tần cửu. Nhưng hôm nay chủ động đến nói nói chuyện với tần cửu, lại là lần đầu thấy. Tô Vãn Hương nhìn người ở cửa lớn một cái, nhíu mày nói, bên này người đông ánh mắt phức tạp, mời tần môn chủ qua bên này. Nói xong, lập tức đến dưới cây đại thụ ở một bên đường ta nghe nói gần đây tần môn chủ làm việc cùng với nghiêm vương hai ngày trước lại là ngươi và nghiêm vương cùng đến tệ phủ đưa người trong địa thất của phủ đi tô vãn hương thu lại ý cười bên khóe môi thong thả nói cành cây trên đỉnh đầu đung đưa dao động bóng đan vào nhau phát ra bóng cây loang lổ trên mặt đất trong bóng sáng đó nhìn ý cười trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của tô vãn hương có chút quái gì Tần cửu ngẩn ra, lại không ngờ Tô Vãn Hương sẽ nói chuyện này với nàng, liếc xéo Tô Vãn Hương một cái, thản nhiên nói, Vương Phi nói đúng, quả thực ta làm việc cùng với nghiêm vương. Mày đen của Tô Vãn Hương nhíu lại, nhìn Tần cửu lạnh giọng nói, Tần môn chủ thiên thần tông các ngươi nhất định phải như thế sao? Chỉ sợ thiên hạ không loạn sao? Các ngươi đã để vạn dân thiên hạ ở đâu? Tần Cửu làm việc cho Nhan Duật đã không phải là bí mật, cho nên đã số triều thần đều có thể nhìn ra. Người hiện giờ thiên thần tông bọn họ ủng hộ là Nhan Duật. Tô Vãn Hương không phải kẻ ngu xuẩn, đương nhiên cũng hiểu điểm này. Tần Cửu nhìn bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt của Tô Vãn Hương, cười xinh đẹp nói: Thiên hạ đại loạn thì sao? Không phải rất vui sao? Tô Vãn Hương tức giận đến mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói: Ngươi, ngươi yêu, yêu nữ, yêu nghiệt chân mày tần cửu nhướng lên nói với sự lạnh lùng lẫm liệt đưa ngón tay vuốt ve lông vũ sáng rỡ trên mình hoàng mau nếu như tô vương phi lương thiện như thế vậy thì sẽ bình tĩnh chờ đợi tin lành của lần thẩm tra này phải không đến lúc đó chắc hẳn tô vương phi sẽ đại nghĩa diệt thân rồi đại nghĩa diệt thân vì nghĩa lớn không quản người thân phụ thân ta tuyệt đối không phải là người của thiên thần tông nhất định là bị ngươi hãm hại ngươi đang giúp đỡ nghiêm vương soán quyền, cho nên ngươi mới áp đặt một tội danh như thế cho phụ thân. Gây bất lợi cho điện hạ, Tô Vãn Hương lạnh lùng nói. Tần cửu cười trầm thấp mắt phượng hơi híp lại, lông mi dày đậm đen nhánh hơi cụp xuống, che giấu gợn sóng sục sôi mãnh liệt nơi đáy mắt thật cẩn thận. Có phải hay không, sau lần thẩm tra này sẽ rõ ràng một hai, không phiền ta nói nhiều. Tô Vãn Hương cắn răng nói, ngươi sẽ không thực hiện được. Tần Cửu đang định lên tiếng, lại nghe phía sau có người nói, "Không phải ta yêu cầu nàng ở nhà chờ tin tức sao? Sao lại chạy đến đây?" Tần Cửu chậm rãi quay người, nhìn thấy Nhan Túc dẫm lên ánh nắng chậm rãi bước đến. Nhìn vẻ mặt hắn, e rằng hắn đã nghe thấy lời vừa nãy của Tô Vãn Hương rồi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Tô Vãn Hương tìm nàng nói chuyện. Đoán chắc Nhan Túc sẽ đến muốn cho hắn biết chuyện lần này là Tần Cửu an bài hãm hại ánh nắng đầu thu vô cùng tươi đẹp chiếu dọi gương mặt nhan túc sáng rực. Mày dài của hắn hơi nhíu, còn người lạnh lùng trong trẻo, quan bào khắp người tỏa ra hào quang lóa mắt tao nhã vô cùng. Năm đó, chính là hắn như vậy, khiến nàng vĩnh viễn rơi xuống vực sâu, khó mà quay đầu lại. Tô Vãn Hương chậm rãi bước lên nghênh đón, được nhan túc đỡ người, liếc tần cửu một cái, chân mày cau lại, mắt sắc lạnh, dáng vẻ đó giống như tần cửu đã ức hiếp người trong lòng của hắn vậy. Sao cửu ra lại ở đây? Tần cửu mỉm cười giống như gió nhẹ thổi qua, sao ta lại không thể ở đây? Nhan túc cười lạnh lùng, cửu ra cùng hoàng thúc đến nghe thẩm vấn phải không? Tần cửu cười nói, đúng vậy. Lần trước ta bị vương ra thẩm vấn, lần này cũng muốn xem thử nghe thẩm vấn có cảm giác gì. Nếu nói ra, quả thực tần cửu không nên đến nghe thẩm vấn. Có điều, nhan giật là người nghe thẩm vấn, hắn muốn dẫn theo tần cửu, người khác cũng không có cách gì. Ngay cả tứ đại mỹ nhân hắn cũng có thể dẫn lên công đường ý cười bên khóe môi nhan túc lạnh lùng. Tần cửu ôm hoàng mau đi ra khỏi dưới tàng cây, nhướng mày nói, không quấy dày hai vị nữa. Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của nhan túc nàng không nên đến, thời tiết hôm nay khắc nghiệt. Chỉ sợ nàng không chịu nổi, hay là quay về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiếp không về, giọng nói của tô vãn hương mang theo chút bướng bỉnh mơ hồ truyền đến, dù thế nào thiếp vẫn cảm thấy, nếu như thiếp quay về, dường như sẽ tiếc hận cả đời. Đêm qua thiếp mơ một giấc mơ, đã mơ thấy. Tần cửu chậm rãi dừng chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tô vãn hương giống như dùng mình ớn lạnh, dáng vẻ đó thật giống như sợ hãi thấu xương, đau buồn ngập tùy. Mà nhan túc nghe thấy lời tô vãn hương, hai mắt đột nhiên sáng lên. Hai tay run run vỗ lên vai tô vãn hương, nhẹ nhàng lắc tô vãn hương, dùng giọng nói khàn khàn hỏi câu gì đó. Có phải nàng đã gì đó không? Giọng nói của nhan túc cố ý đè thấp tần cửu đã đi được một đoạn, nếu không phải gió thổi về phía bên này, e rằng nàng không nghe thấy được. Bây giờ cũng chỉ nghe thấy câu nói đứt quãng gián đoạn, không rõ ràng lắm. Có phải nàng đã gì đó không? Phía trước gì đó còn có ba chữ tần cửu không nghe rõ. Nàng suy nghĩ xem rốt cuộc nhan túc đã nói gì, cẩn thận, cố ý hạ giọng như thế. Giống như chỉ lo người khác nghe thấy. Rốt cuộc lời hắn nói có ý gì? Tần Cửu rất muốn biết, bởi vì đôi mắt sáng rực hào quang, dáng vẻ tha thiết chờ mong của Nhan Túc khiến Tần Cửu rất hoảng hốt. Nhan Túc với vẻ mặt kích động như thế, rất lâu rồi nàng không nhìn thấy. Tô Vãn Hương lắc lắc đầu, thấp giọng nói một câu gì đó, Tần Cửu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy một câu đã từng chảy qua. Tần Cửu nhíu chặt mày. Chính vào lúc này, Tỳ Ba đã chạy đến, nói với Tần Cửu đã sắp bắt đầu thẩm tra rồi, Nhan Duật muốn Tần Cửu qua đó, lúc này nàng mới vội vàng đi theo Tỳ Ba. Vụ án của Tô Thanh. Khánh đế cực kỳ coi trọng, bởi vì án này do Lưu Liên Cha ra, cho nên do hắn thẩm vấn chính, nhưng vì hắn xuất thân từ Tiên Thần Tông, Khánh đế cũng sợ đảng phái áp bức. Cho nên đặc biệt phái Vu Tiên Vu Thái Phó nghe thẩm án, Nghiêm Vương Nhan Duật và An Lăng Vương Nhan Túc dự thính. Tần cửu theo nhan Duật đến công đường, ngoài nhan túc ra, những người nghe thẩm án khác đều đã ngồi vào chỗ, nàng bèn ôm hoàng mau đến vị trí bên cạnh nhan ruột. Người khác nhìn thấy nàng lại ôm một con chim lên công đường, đều vì thế mà liếc xéo. Tần cửu không để tâm cười cười. Không có cách nào, cả vụ án đều do nàng thiết kế. Không ôm hoàng mau đến, chờ ở đây không khỏi quá buồn chán rồi. Có điều, vì trước đó đã nhắc nhở hoàng mau, cho nên nó lại cực ngoan chỉ mở chừng con mắt như hạt đậu nhìn tới nhìn lui, không gây rối. Một lát sau, nhan túc vội vàng tới. Lưu Liên tuyên bố bắt đầu. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Lưu Liên đã không còn là Lưu Liên của ngày trước. Hắn vốn dĩ thông minh tuyệt đỉnh, lại tài hoa hơn người, chỉ là tính tình đơn thuần một chút từ khi biết huyên tỷ tỷ của hắn chính là Bạch Tố Huyên. Lại biết từ đồ gia chịu liên lụy vụ án của Bạch Gia, đã dốc sức muốn phơi trần vụ án của Bạch Gia năm đó đến khắp thiên hạ. Hiện giờ hắn ở trốn quan trường không thể nói là hòa hợp thành thạo như cá gặp nước nhưng gặp chuyện cũng không hoảng, rất quyết đoán. Liều liên mặc quan bào, ngồi ở trước công đường, gương mặt non nớt đã không còn vẻ ngây thơ của ngày trước nữa, mà là vẻ mặt lạnh lùng, nhướng đôi mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn ra trước công đường. Có lẽ là vì cả người mặc quan bào, cả người từ trên xuống dưới lại lộ ra một chút uy nghiêm lẫm liệt. Các nhà dịch mặc y phục cùng kiểu đồng loạt đứng ở hai bên, tay cầm côn thủy hòa, đồng loạt đứng thẳng giống như cánh nhạn, hô to, thăng đường. Dẫn phạm nhân lên, liều liên lạnh lùng ra lệnh, giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang vọng trên công đường, các nhà dịch cao giọng lặp lại dẫn phạm nhân lên. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của hai nhà dịch Tô Thanh chậm rãi đi tới. Ông ta mặc áo tù nhân, trên tay chân đều đeo gông xiềng, nhưng người lại mang vẻ mặt ngạo mạn không hề có vẻ sợ hãi mà tù nhân nên có ông ta đứng ở trước công đường ánh mắt lạnh lùng nhìn lưu liên phạm nhân quỳ xuống có nha dịch cao giọng hô tô thanh cười lạnh lùng nhưng không quỳ lưu liên lạnh giọng hỏi phía dưới là kẻ nào còn không quỳ xuống tô thanh cười ha ha nói tần thượng thư ngươi chỉ là tòng nhất phẩm mới thăng chức bản tướng lại là chính nhất phẩm đã làm nhiều năm lại muốn lão vô quỳ xuống trước ngươi sao lưu liên vỗ kinh đường mộc lạnh giọng nói tô thanh hiện giờ ngươi là phạm nhân không có phẩm chật không nên phô bày uy quan của ngươi ở đây còn không quỳ xuống thành thực khai báo chuyện ngươi phạm tội ra tô thanh khinh thường hừ nói bản quan trên vì triều đình dưới vì lê dân một tấm lòng chung ông trời có thể chứng giám nếu như không phải tên nghịch tặc thiên thần tông miệng còn chưa dứt hơi sữa như ngươi vu hãm bản quan sẽ lưu lạc đến hoàn cảnh này sao hôm nay có vu thái phó An Lăng Vương Điện Hạ, nghiêm vương ra ở đây, chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho bản quan. Tần Cửu hơi cười lạnh. Từ thái độ của Tô Thanh xem ra, hình như ông ta đã biết, hoặc có thể nói là đã cho rằng thẩm phong bị bọn họ ám sát chết rồi. Lời tác giả, nhàn túc nói là có phải nàng đã nhớ ra được gì đó không? Ha ha, trường sau tranh thủ lật đổ Tô Thanh.